Trước đây, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phối hợp với Phòng Trinh sát Hình sự thành phố Hà Nội sau quá trình theo dõi và điều tra đã bắt giữ các đối tượng trong băng nhóm móc túi tại Bệnh viện Bạch Mai. Trên thực tế, có rất nhiều băng nhóm móc túi hoạt động tại các khu vực bệnh viện với thủ đoạn và phương thức tinh vi. Và cũng không phải ngẫu nhiên, các đối tượng chọn bệnh viện là nơi thực hiện hành vi bất chính. Thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng là giả làm xe ôm, gian cảnh lôi kéo khách để móc túi. Chúng lợi dụng điểm chờ xe buýt trước cổng bệnh viện lộn xộn, đông người qua lại để thực hiện hành vi. Nhóm đối tượng này hoạt động rất chuyên nghiệp và có sự ăn ý. Khi xác định được mục tiêu có tài sản, chúng lập tức bám theo. Ban đầu, hai người đàn ông trong vai xe ôm tiếp cận, lôi kéo. Trong lúc đó, một người phụ nữ áp sát, ra tay móc tài sản của nạn nhân. Chỉ với chiếc áo luôn để trên tay, để trên mắt, tài sản của nạn nhân đã bị lấy đi chỉ trong vài giây đồng hồ. Ngay gần đó là đồng bọn đi xe máy, làm nhiệm vụ cảnh giới, chờ sẵn hành động. Khi nạn nhân còn chưa biết mình bị mất tài sản, chúng đã kịp chạy lên xe tẩu thoát. Cũng có trường hợp các đối tượng thực hiện hành vi không chót lọt. Bị nạn nhân phát hiện, chúng sẽ nhanh tay ném tài sản ra xa, vờ như không biết chuyện gì. Làm gì đấy? Làm gì? Ví tôi đâu rồi? Bà đang chơi làm gì? Đâu? Kiểm đi. Không này. Ví nào? Ví nào? Làm rồi. Làm gì có? Ôi. Đấy, đánh ví đâu rồi? Đánh rồi. Đánh rồi đấy, xong rồi lại đi đổ oan cho người ta. Chúng lập tức có thể sử dụng vũ lực để cảnh cáo. Em thích đồ ăn. Không thích đồ ăn. Em đã tỉnh. Không thích đồ ăn à? Hả? Xin chào các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hải, là huấn luyện viên võ thuật. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số kỹ năng tự vệ để bảo vệ tính mạng và tài sản của bản thân khi bị móc túi. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số kỹ năng sau. Ở trường hợp thứ nhất, các bạn dùng bàn tay phải là bàn tay ở bên móc túi, túm lấy cổ tay của đối tượng. Các bạn xoay người ra sau, tì vào tay đối tượng. Sau đó dùng bàn chân đá vào theo chân đối tượng để khống chế đối tượng. Trường hợp thứ hai, để tránh đối tượng có hung khí có thể gây ảnh hưởng tính mạng các bạn phải thật nhanh, dùng cùi chỏ xoay người đánh vào quai hàm đối thủ để hạ gục đối thủ nhanh nhất. Sau đó dùng bàn tay vỗ vào gáy đối thủ, đá. Sau đó các bạn có thể thoát được cái tình huống mà đối thủ có thể là gây ảnh hưởng tính mạng các bạn. Và sau đây tôi sẽ làm nhanh một lần hai cái tình huống vừa rồi. Vừa rồi là hai tình huống rất là đơn giản nhưng đòi hỏi các bạn phải có độ chính xác cao. Và tôi hy vọng rằng là với những gì tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể chăm chỉ luyện tập ở nhà để có thể bảo vệ tài sản cũng như tính mạng của bản thân mình. Và chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn. Đây là tình huống giả định. Chúng tôi khuyên cáo khán giả không tự ý hành động theo cách xử lý của các diễn viên trong bất cứ tình huống nào ngoài thực tế mà không có sự tư vấn hướng dẫn của các chuyên gia. Qua những thủ đoạn mà chương trình đã đề cập, có thể thấy để bảo vệ được tài sản trước các đối tượng móc túi, chúng ta cần lưu ý. Luôn cẩn trọng khi mang theo tiền mặt, tài sản có giá trị. Luôn đeo túi sách, ba lô, đồ dùng cá nhân về phía trước. Cảnh giác khi đứng cạnh người lạ nơi đông người. Những người xung quanh nếu thấy hiện tượng móc túi cũng cần hô hoán, kêu gọi mọi người cùng vạch mặt kẻ gian. Sự lên tiếng đúng lúc của những người xung quanh
có ý nghĩa rất lớn đối với các nạn nhân. Đây cũng là biện pháp hiệu quả để giảm thiểu nạn gian cảnh móc túi tại nơi công cộng.